Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Hồng Minh đã đi thăm và chúc Tết các gia đình thương binh và hộ nghèo tại huyện Ba Tơ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Hồng Minh đã đi thăm 3 gia đình thương binh và 2 hộ nghèo ở các xã Ba Điền, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ. Trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc sức khỏe và mong các gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chúc các gia đình đón năm mới đầm ấm hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Hồng Minh đã đến viếng hương đồng chí Trần Toại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, tại nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ.